ở bảng B thì tổ an ninh xã hội số 3 đã bị loại. Ông ơi, anh ơi. Hai tổ số 4 và tổ số 13 sẽ thi đấu, tổ nào giành thắng lợi là nhất. Nhưng mà tin phạt đỏ ở đâu? Anh xe, một anh xe mà cắt. Cái đấy ăn thua chưa ông ơi? Kéo ô tô 7 chỗ. Cái này nó không ăn thua về, cái việc này về đây đây cả. Đấy. Đó đang xe đây là đây hướng đâu? Thôi. Gọi vào. Rồi, vậy thì hú anh. Phải một anh đứng hai tay giữ mày còn yêu đi không thắng được đâu. Hai chuẩn bị đi. Bán đồ tất cả ở bảng B